Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Tô Hiếu, chuyên nhân công thiết kế tiểu cảnh luân bộ bè cá con, tranh đá phù điêu, đắp tượng và đắp các con vật. Hôm nay Tô Hiếu hoàn thiện xong là những tác phẩm bò sữa và con cừu. Thì bên đây là voi phun nước ngựa vằn. Cũng quay lại cái clip để giới thiệu cho anh em cái sản phẩm Tô Hiếu vừa hoàn thiện xong. Phía bên này là ông tượng hộ pháp nhé. Anh em nào có nhu cầu làm những cái sản phẩm như này có thể liên hệ cho Tô Hiếu nhé. Đây là con bò sữa, kích thước con bò sữa là cao 1m1, dài khoảng 2m, hơn 2m một chút. Đây, to tương đương con thật nhé. Bên này là cừu đây. Anh em nào đang có nhu cầu làm một trong những cái sản phẩm này có thể liên hệ cho Tô Hiếu nhé. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm thì anh em có thể yên tâm vào những cái sản phẩm như chất lượng Tô Hiếu là. Bên này là voi. Đôi voi này phun nước này. Ngựa vằn. Rất chi đẹp nhé. Và có hồn. À, con voi này, kích thước con voi là cao khoảng 1m, hơn 1m4, dài vào cũng rơi vào hơn 2m. Ngựa vằn đây thì kích thước ngựa vằn cao khoảng 1m và dài 2m. Đây là ngựa vằn. Bò sữa đây. Rất chi đẹp. Và làm cực kỳ chắc chắn nhá, thủ công 100% bằng tay. Anh em nào đang có không gian sân vườn hay có nhu cầu muốn làm những sản phẩm như này thì phải liên hệ cho mình nhá. Phía bên này là con ngựa vằn ở đây. Phía này là ngựa vằn nữa. Kích thước cũng như con ngựa vằn vừa rồi. Cao khoảng 1m và dài 2m. Và anh em nào đang có nhu cầu làm một trong những cái sản phẩm Tô Hiếu thì xin hãy liên hệ cho Tô Hiếu theo số máy 0976 626566 để được mình tư vấn và báo giá cụ thể nhất. Cũng như các bạn Zalo theo số máy 0976 626566 để được mình tư vấn nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây cực kỳ có hồn nhé. Hai con bò sữa đây, quay ngang cho anh em nhìn nhé. Quay ngang cho anh em nhìn cừu và bò sữa đây. Xin gì đẹp. Con voi kia phun nước à. Ngoài làm những cái sản phẩm con vật này ra thì mình còn đắp tranh nổi bằng xi măng, làm tiểu cảnh bè cá coi sân vườn. Anh em nào đang có nhu cầu thì xin hãy liên hệ cho mình nhé. Và sau đây mình xin dừng video clip ở tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip lần sau. Xin chào. Anh em nhớ like và đăng ký kênh như giới thiệu cho anh em bạn bè người thân những sản phẩm Tô Hiếu. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào.